Chào mọi người, mình là Tú, sinh sống và làm việc tại Nam Định. Tú bị nám từ khi sinh em bé đầu đến nay đã được 5 năm rồi. Và nám chủ yếu là hai gò má, sống mũi và khóe mắt. Đây là những cái khóe nám, cái vết nám của mình. Và nhiều khi có mụn ẩn ở trên trán và dưới cằm và ở sống mũi có nhiều dầu, nhờn. Da rất là nhờn nữa. Tú cũng đã tìm hiểu và sử dụng rất là nhiều sản phẩm và mà không có hiệu quả, lại còn tốn tiền, tốn thời gian nhưng lại không có hết. Với làn da như vậy thì Tú cũng rất là tự ti, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống cũng như là tiền mất tật mang, lại ảnh hưởng đến tâm lý nữa. May mắn Tú cũng đã được người quen giới thiệu đến sản phẩm Bạch Hồng Đơn. Đây là bộ sản phẩm mình đã tìm hiểu và mình đã lấy về, chuẩn bị trong thời gian sắp tới này mình sẽ sử dụng. Và trong khi mình mua sản phẩm thì cũng đã được chuyên viên tư vấn cũng như là chăm sóc tận tình về cách điều trị để đạt hiệu quả tốt nhất. Mọi người cùng chờ thành quả của mình trong thời gian sắp tới này nhé.